xin kính chào quý vị hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024 nhằm ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch như vậy chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ dỗ tổ hùng vương một sự kiện rất quan trọng của dân tộc Việt Nam và đền hùng à, tại kinh đông bình huyện Tân Hiệp rất là vinh dự được chọn là cái nơi thay mặt cho cả nước để tổ chức lễ dỗ này trước mặt quý vị là cổng chào của đền hùng Tân Hiệp à, hôm nay chúng tôi mời quý vị trở lại đền hùng tại Kinh Đông Bình để xem các cái hoạt động chuẩn bị đã được uh, uh, chuẩn bị chú đáo như thế nào. Uh, mời quý vị cùng với tôi chúng ta tham quan một vòng. Uh, đây là cái cổng chính của uh, Đền Hùng uh, và uh, cùng với uh, nhân dân của huyện Tân Hiệp, nhân dân của tỉnh Kiên Giang cũng như là nhân dân cả nước chúng ta đều hướng về ngày dỗ Tổ Hùng Vương uh, một sự kiện rất quan trọng theo cái truyền thống uống nước nhớ nguồn chúng ta nhớ về cội nguồn uh, qua cái sự kiện trọng đại này uh, trước mặt quý vị là đền hùng của huyện tân hiệp tỉnh kiến giang nằm tại kinh đông bình vâng tất cả những cái khâu tổ chức đang là chuẩn bị hết sức chú đáo quý vị có thể thấy là những cờ hoa đã được dựng lên đây là mặt tiền của Đền Hùng Nguyễn. Vâng, mọi công tác đang là chuẩn bị hết sức khẩn trương. Tôi mời quý vị đi tham quan một vòng. Xem coi là cái công việc tổ chức cho đại lễ này đang diễn ra như thế nào. Những cái tấm băng rôn áp phích, những cái sự kiện hội thi cũng đã đang là được chuẩn bị đây. À, trong cái ngày Dỗ tổ Hùng Vương thì sẽ có hai phần là phần lễ dân hương và phần hội với rất nhiều những cái chương trình văn nghệ những cái cuộc thi uh, sẽ được tổ chức tại đây chúng ta vẫn còn nhớ câu uh, ca dao là dù ai buôn bán nơi đâu nhớ ngày Dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Vâng chúng ta nhớ tới cái ngày cội nguồn của uh, dân tộc Việt Nam đây là cái quang cảnh ở phía trước sân của đền hùng xa xa bên kia là cái ngôi đền hùng cũ à, vẫn còn lưu lại để làm những cái dấu ấn lịch sử trải qua rất nhiều thăng trầm thì bà con của kinh đông bình đã gầy dựng lên và cùng với chính quyền à, bây giờ đã nâng cấp lên một cái ngôi đền hùng mang tầm cỡ Khu vực như thế này là một niềm vinh dự cho người dân Kinh Đông Bình, cũng như dân huyện uh, Tân Hiệp và toàn thể nhân dân Kinh Giang. Uh, sau đây chúng ta thử uh, trao đổi với một người dân về cái tình hình hưởng ứng lễ hội này uh, ra sao nhé. Mời quý vị cùng tôi theo dõi. À, chị ơi, uh, sắp sửa tới ngày mùng 10 tháng 3, vì là Kinh Đông Bình của mình uh, là rất là hân hạnh là được có cái uh, đền hùng ở đây. Thì bà con mình đã chuẩn bị gì để có tham gia cái uh, lễ hội... Uh của gia dạ, đình hùng không ạ? À? Dạ. Không có đạo Phật. À, đạo Phật ít lắm cái vài người à. Người đạo Công giáo là người ta không có biết cái đó. Dạ dạ, dạ uh, uh, đền, hùng đền là, là là ông uh, uh, quốc tổ của mình mà của mọi tổ người dân ít. chứ đâu có phải là phân okay. biệt. Uh... Mà ít người đi đó. Dạ dạ. Vậy em cảm ơn chị nha. Dạ em uh, <laughs> chúc chị uh, uh, bà con mình uh, làm ăn càng ngày càng phát tài. Nhà nhà chị làm đó. Dạ. Yeah. Dạ, nhà đẹp quá. Rồi em cảm ơn chị nha. Vâng, đó là một cái lời chia sẻ của một người dân địa phương ở đây. À, thì thực tình mà nói thì tôi cũng không hiểu lý do tại sao, bởi vì như quý vị đã biết đó, à, cái lễ hội giữa tổ Hùng Vương này là của cả dân tộc Việt Nam, không phân biệt à, tôn giáo, không phân biệt thành phần chính trị xã hội nào, bởi vì đây là à, quốc tổ của chúng ta. À, những vị à, tổ tiên của chúng ta đã, đã có công dựng nước và theo cái truyền thống uống nước nhớ nguồn thì tất cả mọi người con dân của Việt Nam đều phải hướng về cội nguồn của dân tộc mình, một cái lễ hội truyền thống, một cái lễ hội trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta. À, bởi vì à, đây cái lễ hội này không phải là à, cái lễ hội nó mang cái tính chất tôn giáo mà đây là một cái à, truyền thống văn hóa của dân tộc chúng ta à, theo cái đạo lý uống nước nhớ nguồn từ ngàn xưa. Vâng, à, tổ tiên là của cả nhân loại của những cái con dân Việt Nam chúng ta chứ không phải của riêng ai, không phân biệt tôn giáo, thành phần chính trị xã hội nào, tất cả mọi người chúng ta đều là con rồng cháu tiên. Và ngày hôm nay chúng ta đang chuẩn bị để um, tổ chức vào cái ngày mùng 10 tháng 3 là cái ngày dân hương để tưởng nhớ tới cội nguồn tổ tiên thì đó là cái ý nghĩa của lễ hội thì xin quý vị có những cái thông tin những cái hiểu biết nào um, uh, kỹ càng hơn thì xin quý vị comment ở bên dưới và cho chúng tôi những cái nhận xét thì chúng tôi mong rằng quý vị đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi về lễ hội đền hùng này xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi